Xin kính chào tất cả quý vị, quý quan khách và tất cả các em thiếu nhi. Chúng ta cùng biết rằng hàng năm giáo đoàn Thánh Giuse Tampa có tổ chức Tết Trung Thu để cho các em trong giáo đoàn vui chơi. Đây là một cơ hội mà tất cả mọi người trong giáo đoàn cùng cộng tác để làm cho chương trình thật là phong phú, vui vẻ, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tất cả các em thiếu nhi. Và tôi, Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Tường, dòng Thánh Thể, được Đức Giám Mục trao ban để phụ trách giáo đoàn Thánh Giuse. Đêm nay tôi xin được khai mạc đêm hội trăng rằm và xin kính mời tất cả quý vị cùng tham dự chương trình văn nghệ mừng Trung Thu đêm hội trăng rằm.